Cách thức để lấy tayammum. Chúng ta định tâm bằng trái tim của mình. Chúng ta đọc Bismillah. Và chúng ta lấy hai bàn tay của mình đập mạnh vào những nơi có đất hay là cát một lần. Hoặc là những nơi đá. Và sau đó chúng ta lau lên mặt của mình. Và chúng ta lau hai bàn tay. Và chúng ta làm điều tương tự với bàn tay bên trái. Và chúng ta bước tới cuộc hành lễ của mình khi đã kết thúc tayammum. Khi nào chúng ta lấy tayammum? Đó là khi chúng ta không có nước. أو كان يحصل عليه ضرر باستعمال الماء مثل برد شديد أو مرض. Hoặc là khi việc lấy nước mùa tuột bằng nước gây hại cho sức khỏe của chúng ta vì trời quá lạnh. والله أعلم. Và والله أعلم.